Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Trump kiện đài CBS News đòi bồi thường 10 tỷ đô la Mỹ vì cuộc phỏng vấn của bà Harris. Ngày 31 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện đài CBS News đòi bồi thường 10 tỷ đô la Mỹ liên quan nội dung trả lời phỏng vấn của Phó Tổng thống Kamala Harris trong chương trình 60 Minutes của đài này hồi đầu tháng, theo tờ The Hill. Đơn kiện được đệ trình lên tòa án quận tại bang Texas với cáo buộc đài CBS News tham gia các hành vi bầu cử và can thiệp vào cử tri một cách bất hợp pháp và mang tính đảng phái thông qua việc bóp méo tin tức một cách ác ý, lừa dối và quy mô. Đơn kiện cáo buộc chương trình 60 Minutes che giấu phần trả lời lẫn lộn của bà Harris về cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza. Đáp lại việc ông Trump kiện đài CBS News, người phát ngôn của đài này cho biết, những tuyên bố lặp đi lặp lại của cựu tổng thống tại chương trình 60 Minutes là sai sự thật. Cuộc phỏng vấn không bị chỉnh sửa và chương trình 60 Minutes không cắt bất kỳ phần nào trong câu trả lời của phó tổng thống cho câu hỏi đang được đề cập. Vụ kiện mà Trump đã đệ trình hôm nay chống lại CBS là hoàn toàn không có căn cứ và chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ vụ kiện này, người phát ngôn này cho hay. Phía bà Harris chưa đưa ra phản hồi việc ông Trump kiện đài CBS News. Bà Harris tăng công kích ông Trump. Trong những ngày tranh cử cuối cùng, Phó Tổng thống Kamala Harris tăng cường công kích ông Trump và cảnh báo về những nguy cơ mà nước Mỹ phải đối mặt nếu ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đảng viên Dân Chủ tại một số bang chiến trường cho rằng chiến thuật này không mang lại hiệu quả, theo tờ Politico. Gần đây, bà Harris đã gọi ông Trump là rối loạn tâm thần, ngày càng mất kiểm soát và bất ổn, và không đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ. Bà Harris đưa ra những lời chỉ trích này sau khi ông Trump đe dọa rằng sẽ dùng lực lượng quân đội và hệ thống tư pháp để chống lại những người phản đối ông, cũng như mô tả các đối thủ chính trị của mình là kẻ thù từ bên trong. Bên cạnh đó, bà Harris tỏ ra ủng hộ ý kiến của cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Kerry, người đã từng phục vụ dưới thời ông Trump, rằng ông Trump là người giống như định nghĩa chung của chủ nghĩa phát xít và ngưỡng mộ trùm phát xít Đức Hitler. Bà Harris cũng cảnh báo rằng ông Trump muốn quyền lực không bị kiểm soát nếu được bầu lại và nhắc nhở cử tri rằng ông Trump đã kêu gọi đặt dấu chấm hết cho hiến pháp sau nỗ lực bất thành của ông nhằm lật ngược cuộc bầu cử vào năm 2020. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã phát quảng cáo trên TV tại nhiều tiểu bang chiến trường để cảnh báo về sự coi nhẹ của ông Trump đối với các hoạt động dân chủ. Bà Harris đang lãng phí thời gian. Tại bang chiến trường Michigan, giới quan sát và một số đảng viên dân chủ tỏ ra lo ngại về chiến thuật ở giai đoạn cuối của bà Harris, cũng như cho rằng bà Harris đã sa đà quá nhiều vào những vấn đề cá nhân của ông Trump. Họ lập luận rằng cử tri đã trở nên chai sạn với những lời chỉ trích ông Trump và những cảnh báo về ông. Hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy nền kinh tế vẫn là mối quan tâm hàng đầu với cử tri và ông Trump nắm giữ lợi thế về vấn đề này. Tại bang chiến trường Nevada, nơi kinh tế phục hồi rất chậm sau đại dịch, có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và là một trong số những bang mất cân bằng rõ rệt nhất về chi phí nhà ở và thu nhập, thì vấn đề kinh tế cũng là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Chiến thuật này không hiệu quả trong các cộng đồng đang phải vật lộn để kiếm sống, và đó chính là vấn đề. Bà Harris đang nói chuyện với những đối tượng không phù hợp. Chúng ta không thể tiếp tục vận động tranh cử dựa trên nỗi sợ hãi. Bà Shiri Gay-Dranogo, cựu hạ nghị sĩ dân chủ ủng hộ bà Harris, nhận định. Còn đảng viên dân chủ ở thành phố Portage, bang Michigan, tên Karen Sanderdorfer chia sẻ, tôi không thấy chúng ta có thể lay chuyển bất kỳ ai bằng thông điệp đó, việc chỉ trích ông Trump. Thật mạo hiểm khi đưa ra quan điểm tiêu cực, bởi vì đôi khi những người độc lập không thích sự tiêu cực. Trên khắp Michigan, những người ủng hộ đảng Dân Chủ đang lo ngại rằng bà Harris đang bỏ lỡ cơ hội thể hiện chính sách của mình khi đảng Cộng Hòa tăng chỉ trích bà về kinh tế và chẳng khác gì với chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Trước những quan ngại đó,
chiến dịch của bà Harris cho biết đã tập trung nhiều vào vấn đề kinh tế trong các chuyến đi tới Michigan. Trong các chuyến đi của Phó Tổng thống đến Michigan, bà Harris đều tập trung vào sản xuất, củng cố nền kinh tế và giảm chi phí. Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow, đảng Dân Chủ, Harris cho hay. Cạnh đó, giới quan sát và cử tri lo ngại rằng các cuộc công kích của bà Harris và ông Trump đang làm cử tri mất tập trung vào vấn đề mạnh nhất của bà, quyền phá thai. Tuy nhiên, bà Harris vẫn đang tập trung làm nổi bật vấn đề này khi hôm 25 tháng 10, nữ phó tổng thống đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử lớn ở bang Texas nói về mối đe dọa mà ông Trump gây ra đối với quyền phá thai. Tiếp sau đó, cựu tổng thống Barack Obama trong khi vận động tranh cử cùng phó tổng thống Harris tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan đã gửi đi thông điệp tới những người đàn ông về vấn đề này. Tại Kalamazoo, bà Harris đã có bài phát biểu cũng nhấn mạnh đến các vấn đề về kinh tế như giảm chi phí nhà ở và giải quyết tình trạng tăng giá bất hợp lý. Các bang chiến trường ráo riết siết an ninh, tránh kịch bản bất ổn năm 2020. Các bang chiến trường đang ráo riết lên kế hoạch ứng phó những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Chính quyền các bang chiến trường đang cấp tập chuẩn bị ứng phó với những kịch bản tồi tệ như bạo lực, thông tin sai lệch, thuyết âm mưu bùng nổ trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 chính thức diễn ra. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang vô cùng xích sao, chưa thể đoán định được ai là người chiến thắng. Bối cảnh này càng khiến giới chức các bang chiến địa lo ngại tình hình bất ổn sẽ xảy ra như năm 2020. Thời điểm đó, để lật ngược thất bại của mình, ông Trump liên tục đưa ra các cáo buộc được cho là vô căn cứ rằng có gian lận trong việc bỏ phiếu, dẫn đến làn sóng phản đối trong bộ phận người ủng hộ ông, ảnh hưởng xấu đến quá trình bầu cử cũng như niềm tin của công chúng. Ba tâm điểm bầu cử siết chặt an ninh. Tại các thành phố Philadelphia, bang chiến trường Pennsylvania, Detroit, bang chiến trường Michigan và Atlanta, bang chiến trường Georgia, ba trong số những nơi mà cựu Tổng thống Trump hay khẳng định là có gian lận bầu cử, chính quyền các địa phương này đã tăng cường an ninh đối phó kịch bản hỗn loạn như hồi năm 2020 do các cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump gây ra. Tại thành phố Detroit, chính quyền địa phương đang chuẩn bị cho kịch bản bất ổn, bạo loạn tiềm ẩn với cảnh sát địa phương và các quan chức liên bang. Trụ sở bầu cử của thành phố đã được tăng cường lực lượng an ninh và lắp kính chống đạn. Cạnh đó, việc kiểm phiếu qua thư đã được chuyển đến một địa điểm an toàn hơn tại hội trường trung tâm thành phố. Hồi năm 2020, những người ủng hộ ông Trump đã tìm cách ngăn quá trình kiểm phiếu này bằng cách đập cửa sổ nơi kiểm phiếu và hét lên "Dừng kiểm phiếu!" sau khi ông Trump cho rằng những lá phiếu qua thư được kiểm đếm trễ là gian lận và được nhét thêm vào để bầu cho đối thủ của ông là ông Joe Biden. Còn thành phố Philadelphia đã cải tổ việc kiểm phiếu sau khi để xảy ra sự việc chậm trễ trong việc kiểm phiếu qua thư hồi năm 2020. Sự chậm trễ này đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều thuyết âm mưu khiến những người ủng hộ ông Trump nhắm mục tiêu và đe dọa các quan chức bầu cử. Cụ thể, vào đêm bầu cử năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng sau khi kết quả ban đầu cho thấy ông đang dẫn trước đối thủ, dù lúc đó vẫn còn hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm đếm ở Philadelphia. Khi kết quả bầu cử đang trong thế hòa, thành phố đã mất 5 ngày mới kiểm đủ số phiếu và đưa ra kết quả cuối cùng rằng ông Biden đã giành chiến thắng tại Pennsylvania, giúp ông Biden chính thức vào Nhà Trắng. Việc kiểm đếm chậm này đã khuấy đảo người hâm mộ ông Trump, gây mất tình hình an ninh trật tự. Năm nay, Philadelphia đã chuyển hoạt động bầu cử đến một nhà kho được quay bảo vệ bằng hàng rào thép gai cách trung tâm hội nghị trung tâm thành phố, nơi các lá phiếu năm 2020 được kiểm là 24 km. Không giống như các tiểu bang khác, luật bang Pennsylvania cấm các viên chức bầu cử xử lý các lá phiếu qua thư cho đến 7 giờ sáng ngày bầu cử, ngày 5 tháng 11. Tuy nhiên năm nay, các quan chức Philadelphia hy vọng sẽ cung cấp kết quả nhanh hơn với gần như tất cả các lá phiếu được kiểm đếm vào ngày 6 hoặc 7 tháng 11.
thành phố Philadelphia ước tính sẽ nhận được hơn 225.000 lá phiếu qua thư, ít hơn nhiều so với con số 375.000 lá phiếu vào năm 2020. Thành phố đã mua các máy kiểm phiếu mới, nhanh hơn để cắt phong bì và quét phiếu bầu, cùng với công nghệ mới mà các quan chức cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình kiểm tra phiếu bầu qua thư. Tại quận Fulton, nơi có đa số người da đen ở thành phố Atlanta, cũng là khu vực đông dân nhất bang Georgia, các quan chức đang chuẩn bị cho kịch bản xuất hiện tràn lan thông tin sai lệch ủng hộ ông Trump trong ngày bầu cử. Năm 2020, ông Judon Giuliani, luật sư của ông Trump, đã vu khống hai nhân viên bầu cử của Georgia về việc kiểm phiếu bất hợp pháp, khiến hai nhân viên này bị dọa giết. Năm nay, tại quận này, hoạt động kiểm phiếu sẽ diễn ra tại một nhà kho ngoại ô rộng lớn cách trung tâm thành phố Atlanta 33 km. Việc kiểm phiếu sẽ được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn để mọi người cùng theo dõi nhằm tăng cường sự minh bạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!